Ngày thứ hai lấy ba cái cỏ tranh lên, ô mày gà, chỉ cỏ tranh là sợ nhất luôn, cực quá cực. Moi lên rồi, bây giờ mình bắt đầu móc mấy cái này ra nè, rồi bắt đầu đổ xi măng xuống cho cỏ lên nó mọc thôi. Hôm nay là ngày thứ hai rồi đó nha, một hồi phải đi mua xi măng nữa. Một thùng rác bên kia rồi đó, rác nó còn nay phải dọn dẹp nữa. Cả nhà đón xem nha, V Blog, Leon Vũ Blog nha. Trời ơi trời ơi, đi mua xi măng về té tè le luôn. Đây chuẩn bị rải xi măng xuống, cỏ quá trời sợ luôn, sợ lắm luôn, nhìn cái cỏ đi nổi da gà luôn cả nhà. Thở hổn hển như trâu khát nước luôn, thấy không? Mấy hôm nay ra ngoài vườn con này con kia nó cắn quá trời, cắn tay chân hả, hộp 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 hộp, cứ y nghĩ là da thịt của mình, tụi nó không đụng tới ai nhà. Ôi ôi, nó xúm nhau nó đụng mênh mông. Bây giờ mình ban bằng nó ra xong mình đổ xi măng nha. Thank you cả nhà này, cảm ơn cả nhà nha. Ơi, so 80% đã xong rồi. Thì bây giờ mình xúc cái này bỏ. Cái thứ hai là tưới lên cho xi măng nó sát xuống. Mình thấy không? Cỏ quá. Cái này là hồi đó Leon không biết cái phần đất này nè là của mình. Thì bây giờ Leon chặn cây lại luôn, tại vì nhà này họ đang bán nha, đó. Họ đang bán, nếu mà mình không làm, mai mốt chủ mới vô rồi, nếu mà không tốt thì cãi vã nữa, sợ quá. Đó, bây giờ dọn bớt cỏ đất từ này kia, rồi bắt đầu mình tưới lên, rồi cho cả nhà xem nha, cả nhà. À, chờ chút ha. Sau lưng Leon thì mọi việc cũng sắp xong rồi, trời nóng lắm nhưng mà Leon phải mặc cái này bởi vì sợ nắng ăn á. Cả nhà thấy tình hình nó cũng bắt đầu đẹp đẹp rồi đúng không? Thì hôm nay một lần nữa cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đây là blog Leon Vũ nha. Còn cái này là về cuộc sống hàng ngày cũng như công việc của Leon. Còn mình làm về vấn đề nhạc thì cả nhà nhớ chia sẻ nhiều nhiều giúp Leon. Thank you. Còn một part nữa nha. I just, you know, dig up all the grass and cement it down to make it like super duper clean, because you know all the wild grass is not looking good. Tình hình là cả nhà thấy nó lỏng xong rồi nè, bây giờ Leon chờ nó khô, nếu mà thiếu xi măng là mình phải đi mua thêm, nhưng mà nhìn thấy thì cũng ok đó. Thế nào làm gọn hết rồi bắt đầu mình đổ xi măng rồi mình mua thêm. Nếu mà thêm, cần thêm là phải mua thêm xi măng. Đây. Thấy nhà thấy rồi, đất dư thì Leon đổ bên đây. Đây. Trời ơi. Nắng quá. Nói chung là có gió chứ không phải là nắng gắt không. Gió mát chẳng hành. Nhưng mà một cái là hơi cực. Đó. Đẹp phải đúng không? Sạch sẽ rồi. So với hôm bữa thì thấy ghê lắm. Rồi cái phase cuối cùng là xối nước, xối xi măng cho sạch nè, để cho đâu đó nó rõ ràng hơn chút. Ví dụ như còn thiếu thì lắng xuống. Cái nhà cực lắm. Sáng Leon lấy luôn cái nước sơn làm này luôn, ok.
công thằng nhóc kia nó làm thì nó tính tiền. Đó. Cửa đây đó, cửa cũng ok, thấy không? Tôi đó, địa chỉ nhà rõ ràng, khỏi mất công ý người ta, rảnh tự làm thôi. Ok, bye bye cả nhà. Chương trình làm đẹp của hôm nay đến đây chấm dứt nha. Bye. Cho nước cho mát.